Pha Lê nhận được nhiều chú ý khi bày tỏ sự bức xúc trên trang cá nhân về chuyện liên tục bị hàng xóm ở trung cư nhờ vả. Nữ ca sĩ tiết lộ loạt tin nhắn và cho biết bị làm phiền khi một ngày có tới 20 người nhắn tin nhờ đi siêu thị mua đồ hộ. Theo nữ ca sĩ, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh nên ai cũng hạn chế ra ngoài vì sợ bị lây nhiễm. Bản thân cô có con nhỏ nên càng phải cẩn thận hơn. Thế nhưng việc nhờ vả này cho thấy họ ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân. Cư dân chỗ mình ở ai cũng sợ chết, không lẽ nghĩ mình không sợ. Cô nữ ca sĩ than thở. Pha Lê bị nhiều người nhắn tin nhờ mua hộ đồ. Chia sẻ của Pha Lê nhận được nhiều sự đồng cảm của bạn bè, khán giả. Bởi trong lúc dịch căng thẳng, mọi người đi chợ hoặc siêu thị đa số đều cố gắng mua nhiều để hạn chế số lần đi lại trong tuần. Ai cũng tranh thủ mua nhanh để về, nhưng những người hàng xóm của nữ ca sĩ lại hồn nhiên gửi cả danh sách các món đồ nhờ mua hộ. Vì thế những người này được nhận xét là kém duyên. Ca sĩ Pha Lê. Khi thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chỉ thị 16, Pha Lê chủ yếu ở nhà cùng chồng con tránh dịch. Những ngày gần đây, nữ ca sĩ nấu hàng trăm suất xôi gửi tặng bà con khó khăn ở các khu vực đang bị cách ly, phong tỏa. Nhiều hôm mưa gió, shipper không hỗ trợ được nữ ca sĩ tự lái xe mang sôi tới cho bà con. Cô mong mọi người giữ tinh thần lạc quan và bình an vượt qua đại dịch. Cherry Trần